trong danh. Nhưng mà phải chơi đánh kiểu đi cốt nó mới nhanh cơ, cho mức 1 kiểu đi mười mấy phần trăm. Thôi em chơi mức 2 thôi. Đúng rồi, chỉ chơi được mức 2 chứ mức 3 thì không nhìn được xung quanh luôn. Mức 3, mức 3 thì em nhìn được nhưng quan trọng là tay em mà không kịp á. Ờ đấy, con bảo không thì ý chỉ đó, tay mày muốn kịp thì mày không nhìn được xung quanh, mà lỡ ví dụ như con bảo phù thủy con cu trang đồ gò lẹt đồ là cúc. Thì là cúc, thì là cúc. Cúc thì là cúc á. Thì là cúc hạng nặng á. Ừ, thì chị không sao. Mọi người tin tưởng em đi. Yeah. Em chơi game âm nhạc thì em chơi con này. Ấy mà chết con mẹ, bây giờ mình mà có bao giờ mình là thằng prime cuối thì liệu có nguy hiểm không? Em nói chung em là sợ. rút ra vẫn được. Nói cho em máy tính điện thoại đây. Em chơi trên PC ạ. Chơi PC thì rút ra dễ, còn chơi trên điện thoại rút ra mới khó. Với cả cái nút âm nhạc đây. Thôi, cứ luật sư cho nó lại. Cứ luật sư cho nó lại như thế này. Mine à, cố mà chạy thẳng thì anh mà nhập. Thật sự cho nó lạnh. Không thì chả ma chó nào để đứng chụp đần thế. Nhỏ đi, Mine nhỏ đi. Hay là chị ra nhà nhỏ. Hàng đậu được. Sao chị ra có ở sướng? Rồi chị vào sướng đây, chị đã xin sẽ vào sướng. Cái gì? Ủa nhưng mà sướng cái này đâu? Em đã bé nhỏ thì cài sửa đây. Thôi xong cút rồi. Đờ là đờ ED, cài hạ đờ ED rồi mà. Nhưng mà thằng ộp nó sẽ bị bất máy. Nó không có máy luôn, cọc trước nó sẽ bị khó. Cọc trước sẽ bị khó. Chỉ sẵn sàng cho nó cài chứ. Nani. Hợp lý nhờ. Thường nhất nhỉ. Mà... Thường nhất thường lắm mới dẫn hẳn tờ sàng đấy. Nhỏ tuổi nhất nó bị thế này đấy. Vừa thường nhỏ, thường lắm mới dẫn hẳn tờ sàng. Ok ạ, thường lắm mới được tặng quà đó em. Đấy. Cho roi cho bọt ghét cho ngọt cho bùi à? Không chê cái thương này chê. Cái thương này chê hạng nặng nha. Chê vãi chê luôn nha. Cứ ăn thử xem có ngon không đã. Rồi gì kìa. Ôi trời ơi Madame Red. Trời Madame ơi Red. Thôi đi ra kiểu thôi để tao cai cho. Thôi để tao cai cho. Tôi để tao cai cho. Đúng rồi nó chạy thẳng cho chị đấy. Vui vẻ nhé. Hâm nhà nhỏ. Thôi cai chết trong nhà máy luôn. Ôi nó gương rồi đấy. Mày phá mẹ luôn rồi. Yeah. Đó, rồi chết không vậy? Có chứ. Còn không? Ý là coi khi nào cần mới xài. Để lần hai xài, tại vì nhiều lúc á chị ăn hết nó xong chị còn quá, lúc đó mới cần. Đấy, thấy chưa? Đấy, giờ này thì sẽ này đi, đó. Đúng rồi. Giờ thì gương này. Tầm này chắc không giảm gương đâu, nó biết là chị Ran có lại bị nước bông rồi, nó sẽ cố gắng lấy được bình nước đâu để không nó bị gương. Thế thì đất dưới chay. Mà dưới chay thì tốn rất nhiều thời gian. Hoặc là nó Berlin. Chưa, Berlin chưa hồi đâu. Để Berlin. Nó có Berlin, nó có Berlin tao không dám đập máy đâu. Tại đứng kế bên tao mà. Để mấy tên là nó cái Berlin xong rồi mới gương. Thôi, có Berlin rồi đó. Gương này. Giờ nó mới gương này. 12 giờ này, mất hết này. Mất hết, mất máy. Nghe vậy mất hết thật. Berlin ngon rồi. Cục xúc đi. Ôi bạn cảm thấy thế nào? Không, câu đó không nên hỏi nó, câu đó phải hỏi chị. Chị cảm thấy thế nào khi tự bully comment của mình? Đeo kiểu kiểu gì? Tăng nhẫn. Chị cảm thấy thế nào khi bully comment của mình? Gương này. Media chị thấy chưa? Thấy đâu gương mình. Chị Media chị thấy chưa? Em với chị cùng chỗ á. Chị biết rồi. Chị thấy sự tàn canh chưa? Chị Media chị thấy chưa? Chị thấy sự tàn canh của những con người kia chưa chị? Sự tàn độc. Đi cốt đợt, đi cốt là lẽ sống. Đi cốt là đam mê. Quả đó. Chị ra nè, quả đó. Em nghe chị á. Nó rương chị hả? Tè rô em luôn. Cảm ơn. Rương chị hả này. Thôi, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chị ra full hiện gì vậy? Chị ra cũng là full hiện gì vậy? Làm máy anh đi cứu luôn cho. Chị ra rồi. Đây. Buồn cái mặt anh à. Nó bây giờ mới chỉ có 4. À ừ, mới có 4. Buồn đâu ra, thôi em cứu luôn cho. Anh kế bên rồi. Ủa, mày cũng kế bên. Madame thì cảm ơn chê con hướng sư đi ạ. Thế thôi, thế thôi. Cứ đặt. Đâu, chim mồi. Gương đi. Tao biết đặt. Tới rồi. Gương không? Gương rồi. Chém con hụt này thì đánh nó biết gì à bạn? Gương hụt sạch mà. Tính ra gương con này nó gương giống em này chị.
Thôi nhá, vừa rồi tôi đeo xong mấy người. Điền nhá xong Tero thì bỏ mẹ. Gương này, giơ tay gương này. Tích điểm mất luôn. Tích điểm rồi, biết rồi. Ôi, đi luôn chứ. Quên, lỡ, thôi không sao, được rồi. Mình có điểm, nó còn đợi em. Chị em bảo tích điểm nên chị mới đập ballet đây. Không, tích điểm mất mới phải đập ballet. Tích điểm nó sợ gì dùng. Tên leo có đập máy, gương máy. Nó đập máy, đưa hưu chị đi, à đưa cứu chị đi. Rồi. Có sao? Chị xuống. Chị xuống. Mà đã tao. Chị gương rồi. Đâu vẫn còn. Giờ mày chỉ có đánh tao thôi chứ để chị tao không được. Chị đi cứu không? Chị mình đi cứu không? Cứu thẳng luôn. Đi cứu. Chút nữa chứ. Đừng nói Tero nha. Không Tero được. Thẳng luôn, chị thẳng luôn. Máy xong rồi mà Tero. Ngợp. Không vội. Ok, yeah. Rồi. Không, ai thì về chứ hợp. Rồi, về máy. Chị kỷ lục hồng. Có. Không phải là đổi phép nha, nó còn blink cơ. Không em đổ đâu. Ơi, chuẩn bị về, vô máy anh nè. Ok, vô nè. Nè máy thôi. Vô. Không, bây giờ quan trọng là vò dí ai thì người có lại vô thôi, đơn giản mà. Đúng rồi. Tao vô luôn rồi. Tao thấy nó dí mày. Tên lên. Đây không sao, tất cả đây không sao thôi. Rồi, thu ba rồi, đợi chị ra đi. Hàm ở đâu? Hàm ở đâu, ai biết. Giờ chị chết đi. Rồi, má mẹ, lại ăn quả ngữ, ăn quả bán này, đau. Ra được cháu thì ra luôn, từ. Ra luôn đi, còn chứ hàm ở đâu kệ chị, cứ ra đi. Vì đó, chị... Ôi, hàm ở đây rồi. Chị hỏi hàm ở đâu đúng không, chưa ai nhớ. Giờ chị chết để chị tìm đi. Chết à, có hầm chết à chị. Ở đây thì xuống hàm xuống. Không muốn sợ gì. Còn 12 không? Lỗi rồi. Tốt trời. Chị ra sửa đen mày đi. Nhưng mà đây cổng được, chị thả nó cổng. Được. Không, cái năm máy nhảy không? Mà lột cái năm máy ra cổng. Kinh chưa? Lần sau thì bỏ con chê con hương sư đi nhá. Bây giờ bạn thấy mèo Nana của con Mương Phim đúng không? Bạn bỏ mẹ đi, đừng có gì. Em còn buông trang, thế này buông trang đang súng. Đó vừa lắm. Thôi. Còn tận 20 giây mà nó đi vô cứu ghế là mình mất hai máu xèm mà. Thôi nha, đừng có tê đô nữa nha anh. Cái tên của mình không, để cho mày đi cover. Con này là chúa luôn, chúa lì đòn. Con đấy thì đi câu vừa chứ. Con thằng ót nó bị câm đúng không? Không thấy nói gì nãy rồi. Cứ tưởng là không chơi với nó luôn á. Nó giờ này nó phải câm lặng chứ không nhẹ ra ganh. Vua lì đòn. Ước gì ngày mai bị ngộ độc thực phẩm ở nhà bữa. Thì anh có thể bị giả vờ ngộ độc thực phẩm mà, tại sao phải bị thật chứ? Thôi. Thì bố tao thế mà. Tao giả vờ mà tụi nó gọi can qua là lộ hết cũng được. Thì cũng giả vờ được, có sao đâu. Giả vờ không chuyên nghiệp. Mina, cái con nhân vật nữ với bà Delay á, anh tưởng nó kêu lơ không á. Ra là mình mở hai cái Genshin, một cái Star Rail đi chung với con game quần này. Ê, hiện chi nãy giờ thấy lắc. Mở lắm thấy chẳng lắc. Tất cả hai người ta đều đi xét được. Con ôm nè, ôm ơi đập máy chung đi. Chơi game nữa, trời ơi. Con tuồng nó đi con thiền cản nó. Ôi con dông nữ nha, dông nữ dưới tuột nha. Tuột thấy em rồi. Con dông nữ với tuột nha mọi người. Ok. Mình vô được game rồi mọi người, sợ. Opera thì không sợ, trời ơi. Cái gì đâu. Ê hợp nói mấy thằng phu quá đi đập cho nhanh hợp. Xin phép đập mấy biển. Thôi mày đừng nói nữa, chờ mày nói xong mấy rồi. Yeah, trời ơi.
Đúng rồi, tao tới cái máy rồi là máy này xong. Tăng tóc lên. Open air skin em mấy đứa ơi, trời cái skin nó đẹp vậy. Anh muốn mày gì? Ai có đồ mua cho em không? Mày gì? À cái máy nó đã nối rồi hả? Ok, hiểu. Ủa chị đang đâu vậy? Thiền lớn á. Thiền lớn, thiền lớn, thiền lớn, thiền lớn. Không. Em mua đồ, em mua tốc độ em chạy theo cover á. Cần bài lóc thì báo, anh nên bài lóc cho. Em hả? Ừ. Luân sư mà. Thiền lớn đấy. Em hết nước hoa rồi. Trời, em chỉ muốn nói là con over đang lên đó nha. Nhảy xuống cửa sổ ơi, nhảy xuống cửa sổ. Ba đồ hai, nhảy xuống cửa sổ luôn rồi. Thôi, 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 em cụ bên kia, cụ bên kia. Thằng kia nửa máu. Trời ơi trời, đừng có bờ người nhẹ chứ không xin kể nó đi trời. Không bờ nửa máu, nó nửa máu, em còn... Chị đang cục vui, em đi mua, em đi mua đồ, Cái cục nó bỏ, cái này giữa máy. Thế thì máy, máy đừng có dùng hết máy. Máy biết tích không? Người ta làm sao mà biết cai chuyển bãi mà đợi tích chứ không tích chờ. Em chưa mua được đồ này. Mua đi em. Em phải đi mua đồ đã, nó đuổi vẫn đang đuổi em. Đúng rồi, tích đi. Tích mà chơi. Đúng rồi. Rồi dùng điểm chạy. Đúng rồi. Đập dùm cái máy đó. Đúng rồi bạn ơi. Đúng rồi, cứ gai thế, đúng rồi. Rồi mình dùng điểm chạy, đúng rồi. Đặt vòng. Xe quá. 28 là đủ rồi em. Đúng rồi, lần đầu 28 thôi là đủ rồi. Dư ra cho nó không, dùng, đang phun máu mà, đang phun máu ấy là em cover cho chạy thôi. Rồi nha, rồi. Phút chạy thôi, giờ chơi Kuman không, giờ phải chơi vậy rồi. Hay quá, chạy luôn, chạy thắng, thắng luôn bạn, thắng luôn. Nó đâu có nghe tiếng em được đâu. Có, em đang bật coi mà. Hồi sinh. Hồi sinh, ớ, không biết bấm à? Lá hè chứ còn gì nữa. Hai. Tôi có vừa nhiệt tình thế mà. Không biết bấm à? Thôi để mình mua cây súng mình cover lại bạn nha, lúc nữa thôi nha. Chóc gì quá trời vậy trời. Ờ bơi, đập máy đi ờ bơi. Máy mẹ vậy đang bị dí kìa trời. Ủa? Nó có lời nó kìa. Ủa thằng yêu tôi đang bị dí hả? Thôi nó được rồi. Anh đây, đừng ở đâu nữa. Anh đây. Lớn. Thấy rồi. Anh đây, ờ bơi. Chạy xuống. Chị thẳng nó giữa máy, bắt nó vô. Chị thẳng đây. Nó đủ đồ rồi, bây giờ ta sẽ mua robot, tao đi mở cổng. Tao mất robot đi. Ốp ơi, đứng yên em ơi, anh cho em cái súng này Ốp ơi. Thằng nào đụng em mày bắn chết mẹ đó tao. Sau lưng này thằng khùng này. Ủa cắm mắt nha. Ừ cắm mắt mà. Ủa thằng Ốp làm gì chạy hoài vậy? Ốp đã lên ghế đâu. Ơi nhưng mà thằng Ốp thôi kệ bè đó. Ê tao mày cái súng mày tự xin từ giữa tao đi câu vừa người ta cái tội người ta. Cố lên bạn ơi. Trời, nó bù hài. Có ấy không? Anh đang đập máy vậy. Anh đang đập máy nè. Không ai thấy gì hết nha. Không ai thấy tôi bắn gì hết nha. Được ai thấy gì hết á. Tao thấy hết, mày bắn chứ bắn tao nữa. Không, anh không thấy đâu. Bỏ xa ra khỏi máy. Cũng quá trời luôn. Con chủ tế nó gục và nó không bò gì cả. Nó cứ gục ở đấy không à. Bây giờ nó chết ở ghế mới mệt này. Mấy cổng biển được 50. Dãy nha. Ây da, trúng rồi. Ui, tên bộ không. Cứu, wow. Không cứu được hai người, không cứu được luôn kìa. Dãy đi em, dãy đi. Rồi. Cố lắm hết đồ, hết sạch đồ luôn rồi còn đâu nữa. Farm được farm luôn ấy, ai farm đi. Chưa. Mới được có 80 em. Farm đi trước khi con BC chết, farm đi, dậy đi BC ơi. Cố lắm đi. Chứ ác ghê với tao luôn á thiệt á. Mới có 76 rồi anh. Ghen quá à.
khỏi. Vâng. Ơi, con kia không, ui, con kia không ấy phụ, chỉ có một mình em cứ là em bị tiệt luôn. Chị ơi, chị ơi, chị đi lẹ lên. Ủa, gì nữa? Cái gì kì xì? Ủa, bạn ơi, mình đang mua đồ nè, bạn không dí mình hả? Ủa, chị ơi, chị ơi, cứu em, chị ơi. Mấy nè, lẹ lên, mấy 80 rồi. Cứu người nhà. Người nhà đâu, người nhà đâu? Người nhà ở hai cái pallet, cứu lẹ, ở thuyền cảng. Sắp làm rồi. Ô, giải hai máy, giải dư máy à? Ô, giải dư máy này, ô, giải ba máy luôn, ô. Giải ba máy luôn. Lên luôn rồi, em không có ba, lên đi. Rồi, lên luôn, tạm biệt. Em mồ côi. Đời. Cái súng tao bắn bể đầu con kia chứ. Ờ, lấy súng này em. Giờ sao ta, kim tim hay là robot ta? Thôi, kim tim mới cho rỉ. Kim tim đi em. Đợi phép đi đâu vậy? Cổng mở xong chưa, chưa mở xong cổng. Tôi lên cổng biển. Nhưng mà chưa mở xong cổng à. Thì anh về anh mở cổng. Anh có cây súng rồi, giờ tao bắn nó liền. Tụi nó cam. Ui, ghế hai rồi cam, hai đứa cam thì không có cứu được. Tụi nó cam ghế rồi. Ai vô đổi, đổi ghế đi, ai vô đổi ghế đi, em chị em phụ nha. Trời ơi, súng hồi đầu. Ê, cổng mở. Cố luôn. Rồi, tránh rồi, cổ ra cho tôi. Thôi, bộ rồi. Chị ra rồi. Ê, phụ quá. Chị ở đây. Đừng nhảy bạn ơi. Chị còn có. Ê, cổng biển mở rồi nha. Chị còn có. Cổng biển mở rồi, cổng biển mở rồi. Chị thả nó cổng biển, chị thả nó cổng biển, chị thả nó cổng biển. Chị còn có máy máu thôi, không có ra được. Em còn có một máu à. Ê, cổng rừng ngô, mở luôn rồi đó. Ê, cổng rừng ngô đi. Cổng rừng ngô đi. Ra cổng buồn luôn đi. Sao hai cổng thắng mở hết rồi, chết ba đứa thôi, thắng rồi. Sao em câu vờ của đây quả đi. Chết ba đứa thắng rồi. Cổng ruộng ngô luôn đi. Xong cổng rồi. Ộp ơi. Đậu sao mày ra rồi hả? Chết bốn rồi. Không phải được thắng. Sao lại chết bốn rồi? Ủa alo. Thôi ra cổng ruộng ngô đi. Các bạn chơi kiểu gì vậy? Đang thế thắng mà nhỉ? Em câu vờ của ta em chết hoài. Tự nhiên cái quay lại. Thôi, rút kinh nghiệm, câu vờ người nhà thôi. Okay, nói từ đầu trận luôn rồi. Tự nhiên câu vờ xong rồi chết thì câu vờ làm gì? Nhưng mà tại vì vấn đề là người nhà mình khỏe quá, chưa chết được mà người ngoài chết hoài à. À thì nhưng mà cuối game thì phải để ý chứ. Rồi, đi cứu nữa rồi. Ủa? Rồi, trời ơi, nhấp cho nhiều vô. Game gì vậy? Nhấp. Này mình không cứu được đâu. Đôi lúc tôi tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Game đang thế thắng, tự nhiên chơi thành thế thua này, không hiểu. Ôi. Trời ơi, cổng mở.